Rồi bây giờ chuẩn bị đi chơi Halloween thôi. Rồi chạy theo bà Lộc kìa. Wow, chạy theo bà Lộc đi. Chạy theo Lộc thôi, chạy đi. Wow, các bạn ơi, bây giờ đi chơi Halloween nè. Wow, khói quá trời luôn. Cho bạn biết chơi với. Rồi cho bạn biết chơi đi kìa. Rồi quơ đi, rồi quơ mạnh lên. Wow. Rồi chạy đi, chạy thôi. Chạy đi chơi Halloween thôi. Quá wow, trời chung luôn rồi hả. Đây các bạn ơi, vui quá à. Nay với bạn nhỏ này đi chơi quá trang Halloween nha. Wow, khói chữ ở khói màu gì đây? Khói màu gì vậy? Đây các bạn ơi, đây là khói màu cam nha. Rồi chạy thôi. Mình sẽ bán đồ chơi Halloween. Quá wow, các bạn ơi, đây Lộc bán quá trời đồ chơi Halloween luôn nha. Hai con siêu nhân màu đỏ, màu xanh nè. Quá wow, hai siêu nhân đẹp dữ à hả? Trời, còn đây gì vậy bằng á Lộc? Quá à, nè, dây xích của thần chết. Quá wow, dây xích thần chết luôn hả? Móc quỷ nè. Quá wow. Này đầu còng tay nè. Rồi mặt nạ nè các bạn ơi. Mặt nạ nè, mặt nạ ghê không? Mặt nạ hình con ma luôn á. Quá wow. Luôn. Ở đây gì nữa hả? Giống mình đang đeo à. Đây, mặt nạ cướp biển các bạn ơi. Ừ. Trời, có bán đồng hồ cho em nữa nè, quả trời đồng hồ luôn nha. Quá wow, coi trên có này có bánh kem nữa nè. Quá wow, bánh kem nữa. Quá, wow, wow. Trời có búp bê nữa hả? Đủ thứ luôn, đủ mọi đồ chơi luôn. Quá wow, các bạn nhỏ ơi, lại mua đồ chơi Halloween nè. Quá. Quá quá trời đồ chơi luôn. Mảnh đồ vừa đó. Ôi, bạn Kiệt mua gì đây? Nấu phù thủy. Nấu phù thủy hả? Rồi bạn Bin mua gì? Bạn Bin mua gì? Đây, quà wow, cái mặt nạ hả? Mặt nạ công chúa luôn kìa. Rồi đeo lên thử nha. Đeo cho. Rồi bạn Bin có mua gì vậy? Đâu? À có mua mặt nạ đỏ, nạ màu đỏ hả? Rồi. Để A Lộc cột cho nha. Đây các bạn, A Lộc sẽ cột một cái mặt nạ cho bạn Kiệt nha. Đây mặt nạ gì đây? Trời ơi, mặt nạ hình con công hả? Con công màu vàng luôn. Quá wow, bạn Bin lựa được một con siêu nhân rồi hả? À, bạn Tú. Bạn Tú đeo một cái mặt nạ siêu nhân luôn nha. Rồi, còn gì nữa không ta? Đây nè các bạn ơi, bạn Bin mua một cái siêu nhân màu đỏ nữa kìa. Quá wow, hai cái luôn hả? Bạn Tú mua cái nón captain của đội trưởng Mỹ nha. Quà wow, đây rồi, đeo cho bạn Tú nha. Nón captain của Mỹ. Rồi bây giờ đeo cho bạn Bin đi. Bạn Bin đeo một cái mặt nạ gì đi bạn Bin. Rồi cho bạn Bin đeo mặt nạ này đi. Đây mặt nạ màu xanh đẹp lắm nè. Có mặt nạ con ma hả? Ghê dữ hả? Rồi. Rồi lấy cho bạn Bin mặt nạ con ma nha. Quà wow, một mặt nạ con ma này các bạn ơi, màu tím luôn. Rồi đeo vô thử đi. Wow. Trời ơi, sợ quá à. Wow, đi chơi Halloween đi. Trời. Rồi chạy vòng vòng thử đi. Đây các bạn ơi, bây giờ mấy bạn nhỏ này đi chơi Halloween nha. Bạn chơi vui vẻ nha. Wow, đâu. Rồi bạn nhỏ, các bạn nhỏ bây giờ đi chơi Halloween nè các bạn ơi. Để coi bằng Kiệt đeo người gì đây. À, phù thủy với mặt nạ con công nha. À, bạn Bin đeo mặt nạ gì hả? À, bạn Bin đeo mặt nạ con ma nè. Rồi bắt đầu chạy đua đi. Đua thôi, hai con ngựa con chạy đua nè. Ai chạy trước qua, bạn Tú chạy nhanh dữ hả? Rồi tới bạn Bin chạy thôi. Rồi mua nữa đi. Quá, cái này là mốt làm sao vậy bạn Lộc? Mình tháo bọc ra, mình thải lên đó các bạn. Và wow, tháo thảy lên hả? À, nha. Rồi thảy thử đi. Wow, mốt đã dữ hả? Trời mốt vui quá các bạn ơi. Rồi nhanh đi bạn Kiệt ơi. Rồi nhanh lên. Thảy coi bạn Tú thảy được không? Đây các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt với bạn Tú sẽ thảy nha. Mình chạy cho nó bay đi. Chạy cho nó bay lên. Chạy lên. Wow, đã dữ hả? Wow, đã quá các bạn ơi. Rồi quay lại đi. Wow, đẹp quá à. Đẹp quá các bạn ơi.
Wow, đẹp quá à. Rồi bây giờ mình lấy đá khói ra mình chơi nha. Lấy đá khói đi. Wow, wow. Rồi bây giờ chuẩn bị đi chơi Halloween thôi. Rồi chạy theo ba Lộc kìa. Wow, chạy theo ba Lộc đi. Chạy theo Lộc thôi, chạy đi. Wow, các bạn ơi, bây giờ đi chơi Halloween nè. Wow, khói quá trời luôn. Cho bạn biết chơi với. Rồi cho bạn biết chơi đi kìa. Rồi quơ đi, rồi con mạnh lên. Wow. Rồi chạy đi, chạy thôi. Chạy đi chơi Halloween thôi. Quá wow, trời trúng luôn rồi hả. Đây các bạn ơi, vui quá à. Nay mấy bạn nhỏ nè đi chơi hóa trang Halloween nha. Wow, khói dữ à, khói màu gì đây? Khói màu gì vậy? Đây các bạn ơi, đây là khói màu cam nha. Rồi chạy thôi. Wow. Rồi gần hết chưa, gần hết chưa? Giơ cao lên nghiêng. Wow, đây các bạn ơi, hôm nay là hả, bạn anh Lộc, bạn Biên với bạn Kiệt sẽ chơi quá trang Halloween nha, rất là vui nha. Rồi như vậy là clip đến đây là hết rồi. Hẹn các bạn clip lần sau nha. Bye bye. Bye bye.